Bà con thôn bản chúng ta tránh xa việc tệ nạn ma túy. Tuần hai lần, những buổi tuyên truyền theo chủ đề được ông Chí thực hiện. Ông xuống tận những con ngõ sâu trong thôn. Bà con có gì không hiểu sẽ hỏi ông luôn. Ông là trưởng thôn, cũng là người có uy tín của dòng họ Bùi. Mấy anh em uống rượu với nhau la to, cũng có người đến để bảo tại sao lại có to thế. Dòng họ này thì học dòng họ kia. Này dù anh đã được thành lập hoặc chưa thành lập, nhưng bảo là cái dòng họ đấy họ đang làm như thế tốt như thế, họ tổ chức được như vậy, thế tại sao dòng họ của mình lại có xảy ra cái chuyện này chuyện khác? Nhà anh Tình có con trai năm nay vào lớp 11. Mới đây con trai anh trong nhóm thanh niên đua xe, công an huyện đưa về làm việc. Ngay khi có những thông tin như vậy, dòng họ đã cử người đến nói chuyện, kịp thời nhắc nhở, vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm khắc để giúp em hiểu ra lỗi và không mắc lại nữa. Đừng làm thế là con nha, phải cố gắng bố mẹ chạy tiền cho con ăn con học này, con phải thương bố mẹ với chứ. Một tháng một lần, dòng họ sẽ họp đại diện các gia đình. Những con em có thành tích học tập tốt hay có những việc làm ý nghĩa được nêu gương, chủ trương chính sách của nhà nước với đồng bào dân tộc hay những quy định mới trong xã đều được nêu ra. Xã Cẩm Quý 95% đồng bào dân tộc Mường với 3 dòng họ chính là dòng họ Bùi, dòng họ Nguyễn và dòng họ Cao đã thực hiện cách làm này 3 năm nay. Xích mích với nhau từ cái này cái khác, là coi như bà ban nhau thì coi như bây giờ thì đoàn kết càng cao. Các cái vấn đề khác nó sẽ phát huy thêm, phát triển kinh tế, coi như là tình cảm anh em nó lại càng gắn bó hơn. Bà con nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào cái thu nhập ổn định và tăng cái thu nhập để xây dựng cái thôn làng bình yên. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhiều người vẫn nói về ông trưởng thôn và những người uy tín của mỗi dòng họ như vậy. Nhưng các ông vẫn bảo, có sao đâu, việc làng, việc dòng họ chính là việc của các ông. Họ vui mừng khi con em trong dòng họ trưởng thành, rời làng đi làm ăn xa, vẫn giữ và nhớ về cái nề, cái nếp trên quê hương mình.